Lesson 7. What's the date today? 一, 听力. 1. Listening. 第一部分. Part 1. 第1到4题. 听词或短语, 判断对错. Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如, example, 很高兴. 第七课, 今天几号? Lesson 7. What's the date today? 课文一. Text 1. 请问今天几号? 今天9月1号. 今天星期几? 星期三. New words. 请, 问, 今天, 号, 月, 星期. 哦, 在银行, 在银行, 在银行. Mình biết cũng là tại ngân hàng. Chỉ muốn, 今天几号? Xin hỏi, hôm nay là ngày mùng mấy? Thỉnh vấn, kim thiên, kỷ hiệu. 今天九月一号, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9. Kim thiên, cửu nguyệt, nhất hiệu. 今天星期几? Hôm nay là thứ mấy? Kim thiên, tinh kỳ kỷ. 星期三, là thứ ba, tinh, à, thứ tư, tinh kỳ tam. Lưu ý là khi nói thứ trong tiếng Trung, chúng ta phải cộng với một số, nó ghi san này mình nói thành 4, là thứ tư. Text 2. 昨天是几月几号? 昨天是8月31号,星期二. 明天呢? 明天是9月2号,星期四. New words. 昨天, 明天. 哦, 昨天是几月几号? Ngày hôm qua là ngày mùng mấy, tháng mấy? Tác thiên thị, kỷ nguyệt, kỷ hiệu. 昨天是8月31号,星期二. Ngày hôm qua là ngày 31 tháng 8, thứ 3. Tác thiên thị, bát nguyệt, tam thập nhất, hiệu, tinh kỳ nhị. Mình thiên nữa, còn ngày mai thì sao? Mình thiên đi. Mình thiên sư chiều yue o khảo sinh chi sư. Ngày mai là ngày mùng 2 tháng 9 và là thứ 5. Và là thứ 5 ngày mùng 2 tháng 9. Mình thiên thị cửu nguyệt nhị hiệu tinh kỳ tứ. 3. Text 3. Mình thiên sinh chi liệu, nì chư xue xiao ma? Wo chư xue xiao. 你去学校做什么? 我去学校看书. New words. 去, 学校, 看, 书. 在咖啡馆, tại cà phê quán nhi, ở tại quán cà phê, cà phê quán. Thì chỉ chất âm R này, trong thực tế là ít khi dùng lắm. Trong sách thì bây giờ sách người Trung Quốc ở Bắc Kinh thì nó hay thêm chữ R. Thì trong thực tế sử dụng thì ít khi có chữ R âm ỏ là sau âm cong lưỡi là sau. Cà phê quán là được rồi. Nói bên hơi thừa, do sách người Bắc Kinh ở biên soạn nó vẫn ghi đầy đủ như vậy. Mình thiên sinh chi liệu, bị truy xuế xeo mà. Ngày mai là thứ bảy, bạn có đi đến trường không? Mình thiên tinh kỳ lục, nhĩ khứ học hiệu mang. Bộ truy xuế xeo, tôi đi đến trường, ngã khứ học hiệu. 你去学校做什么? Bạn đi đến trường để làm gì vậy? Nhĩ khứ học hiệu tố thập ma. 我去学校看书. Tôi đi đến trường để đọc sách. Ngã khứ học hiệu khán thư. Tì, rư chi tôi biểu tả. Yue, rư, hoặc chữ khảo, xin chi. Cái diễn tả ngày tháng, tháng, ngày, trong thứ.
汉语的日记表达方式遵循由大到小的原则，先说月，然后说日或者号，最后说星期。口语一般常用号，例如。 Trong tiếng Trung Quốc, người ta có thể nói về ngày tháng theo trình tự đơn vị lớn đến đơn vị nhỏ. Trước tiên là yue là tháng, sau đó đến rư hoặc là khao là ngày. Thế là rư thì trong văn viết, còn khao ta dùng trong văn nói. Cuối cùng là xin chi là thứ. Thì trong văn nói người ta dùng thường dùng từ khao hay là từ rư. Còn nếu mà nói là rư vẫn được, không phải là nói mà nói là rư thì là sai nhá. Thường dùng thôi. Chiều yue y khao xin chi san. Ngày thứ tư ngày mùng 1 tháng 9. Or chiều yue o khao xin chi sư, thứ năm ngày mùng 2 tháng 9. San ba yue san si y khao xin chi o, thứ ba ngày 31 tháng 8. Miếng sứ wei yu ju, câu cổ bị ngữ là danh từ. Miếng sứ wei yu ju shi wei yu bu fen, yu miếng sứ xing cheng fen. Trung tang de ju zi, yi ban yong yu biao da nian ling, sự gian, dư chi tầng, lý rú. Đây là câu kiểu câu có vị ngữ là thành phần mang đặc điểm của danh từ. Từ được dùng để nói về tuổi tác, thời gian và ngày tháng. Của tờ khan nhí lão sư, san sử san suy. Giáo viên tiếng Hán của tôi là 33 tuổi. Mình thiên xin chi san, ngày mai là thứ tư. Xin thiên chiều yue y khảo, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9. Thứ ba, liên tục ngữ. Chữ gia địa phạm gia trung sở mô. Câu liên động từ. Liên là gì? Liên là liên kết. Liên kết các động từ với nhau gọi là liên động từ. Chữ kết hợp với nơi trốn, kết hợp với làm gì. Làm gì đây là động từ thứ hai. Động từ thứ nhất là chữ, động từ thứ hai là làm gì. Liên tục chữ tờ quê ủy bộ phận nhớ lãng cơ hộ trở lãng cơ ý sang tung sứ câu trấn. Hậu ý cơ tung chỗ có ý biểu sư chén ý cơ tung chỗ tờ mục đích. 第一个动词后表示地点的宾语有时可以省略，例如 thì trong câu liên động từ vị ngữ có từ hai động từ trở lên, trong đó động từ đứng sau có thể diễn tả mục đích của động từ đứng sau. Đôi lúc ta có thể lược bỏ tân ngữ chỉ nơi trốn theo sau động từ thứ nhất. Ví dụ, 我去中国学习汉语, tôi đi đến Trung Quốc để học tiếng Hán. Nhưng nếu ta bỏ cái nơi trốn đi thì không biết là đi đâu đâu, chỉ biết là đi học tiếng Hán thôi. 我们去中国饭馆吃中国菜, chúng tôi đi đến quán ăn của Trung Quốc để ăn đồ ăn Trung Quốc. 我去学校看书, tôi đi đến trường để đọc sách. Anh Khoa nè, Trai Tú nè. Lạc tú xa lựa xứ ủy, đọc các từ sau không ạ? Cái này thì đọc luôn, dễ mà. Rồi Việt Anh đọc nè. 一月，二月，三月，四月，五月，六月，七月，八月，九月，十月，十一月，十二月，十二月，然后按照你，星期一，星期二，星期三，星期四，星期五。 星期六，星期日，星期天。根据实际情况回答问题。根据我的用过白的小雷，各位，对吧？一，那今天几月几号星期几？hôm nay là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy. 二，明天几月几号星期几？ Ngày mai là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy. 三，昨天 chỉ yue chỉ khao xin chi chỉ, hôm qua là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy. Sư, miếng khen nỉ chui nọ, chua sở mơ. Ngày hôm qua ấy, thì bạn đi đâu và làm gì? Ủ, xin chi rử nỉ chui nọ, chua sở mơ. Chủ nhật thì bạn đi đâu, làm gì? Tín, bình, gân đủ. Chú ý, sâng điệu đề đá phê. Listen to the recording and read after it. Pay attention to the collocation of tones. 国家 楼房 苹果 环境
昨天篮球啤酒寒假明天明年牛奶牛肉年轻长城游泳游戏课今天几号 Lesson 7 What's the date today? 一听力 1. Listening 第一部分 Part 1 第一到四题听词或短语判断对错Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如 Example 很高兴 Very happy 看电影 To see a movie.一，学校。学校。一，学校。là học hiệu, trường học. 答案是错了。二，八月五号。八月五号。二，八月五号。là bát, bát nguyệt ngũ hiệu là ngày mùng năm tháng tám. 三，答案是对了。看书看书三看书 là đọc sách答案是错了四四月二十号四月二十号四四月二十号 là ngày 20 tháng 8答案是对了第二部分。Part 2. 不，还没有第五到八题。听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 5 to 8. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example. 你好。How do you do?你好，很高兴认识你。How do you do? Nice to meet you. 五，今天是几月几号？今天是九月十二号。五，今天是几月几号？今天是九月十二号。五，今天是几月几号 ？Hôm nay là ngày mấy tháng mấy？ 今天是九月十二号。Hôm nay là12 tháng 9, 答案是 E. 六，明天你做什么？明天我去学校看书。六，明天你做什么？明天我去学校看书。六，明天
nghỉ chưa sớm? Ngày mai bạn làm gì? Mình thiên của truy xuế xèo, khan su. Ngày mai tôi đến trường đọc sách. Tá an sư bi. Chí. 31号是星期几? 31号是星期一。 七。 31号是星期几? 31号是星期一。 七。 31号是星期几? 31 là ngày nào trong tuần? Là thứ mấy? San sư y hào sư sinh chi y. 31 là thứ hai. Tá an sư ây. Ba. Mình thiên sư sinh chi liệu. Nì zuo shen me? Mình thiên, wo qu Trung Quốc peng you jia chi Trung Quốc cai. 八. 明天是星期六，你做什么？明天我去中国朋友家吃中国菜。爸，明天是星期六，你做什么？Ngày mai là thứ bảy, bạn làm gì? Mình thiên, 我去中国朋友家吃中国菜。 Ngày mai tôi đi đến nhà người bạn Trung Quốc ăn món ăn Trung Quốc. Tá an sư đi. Bài khoa là phần tiếp nhá. Khoa ơi. Bộ phận. Part 3. Bài khoa bật mic cho giúp em. Đề 9 đến 12 thí. Thính chữ zi, hồi đáp vấn đề. Bài khoa ơi. Bài khoa có đấy không ạ? Không ở đấy rồi. Anh thấy Việt Anh làm tiếp nào. Khoa đi đâu? Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如, example. 下午我去商店，我想买些水果。Việt Anh thì nó nghe không hay, nó cứ vang vang ấy. I'm going to the store this afternoon. Tại cái tai này của em nó cách âm hay sao? 他下午去哪里? Where is she going this afternoon? Nine. 明天是3月19号，星期三。 明天星期几? Nine. 明天是3月19号星期三。明天星期几? 九。 明天是3月19号星期三。 Là ngày mai là thứ tư, ngày 19 tháng 3. 明天是星期几? Là ngày mai là thứ mấy? Tá an sư si, sinh chi san, thứ tư. 十. 昨天是8月20号. 今天是几月几号? 十. 昨天是8月20号. 今天是几月几号? 昨天是八月二十号, là ngày hôm qua là ngày 20 tháng 8. 今天是几月几号, là hôm nay là ngày mấy tháng mấy. 答案是八月二十一号, là ngày 21 tháng 8. 妈妈的生日是1月22号。
Mà mà đề sáng rì sì gì yue gì hào? Sì yi. Mà mà đề sáng rì sì yi yue ơn sáng rì hào. Mà mà đề sáng rì sì gì yue gì hào? Sì yi. Mà mà đề sáng rì sáng rì sì yi yue ơn sáng rì hào. Là sinh nhật của mẹ tôi là ngày 22 tháng 1. Mama từ sinh rư sư chỉ duệ chỉ khảo là sinh nhật của mẹ là vào ngày 17 tháng 7. A sư a y duệ a sư a khảo là ngày 22 tháng 1.12，我朋友会做中国菜，明天我去他家吃中国菜。明天我做什么？12，我朋友会做中国菜，明天我去他家吃中国菜。明天我做什么？ 12，我朋友会做中国菜， là bạn của tôi biết làm món ăn Trung Quốc. Mình thiên của truy tha cha chư Trung Quốc chai, là ngày mai tôi đến nhà của anh ấy để ăn món ăn Trung Quốc. Mình thiên của chua sấn mơ, là ngày mai thì tôi làm gì? Ngày mai tôi làm gì? Là ăn sự si. Truy phóng nhậu cha là đến nhà bạn của tôi. Sứ ba, trinh thiên sinh chi chỉ, hôm nay là thứ mấy? Tá an sư bi, trinh thiên sinh chi rư, hôm nay là chủ nhật. Sứ chiểu, trinh thiên chỉ duệ chỉ khao, hôm nay là ngày mấy thứ mấy, là ngày mấy tháng mấy? Tá an sư y trinh thiên sư sứ duệ ủ khao, tức là hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10. A sứ nỉ tơ khan ủy lão sư khan ủy ta lơ nỉ tơ khan ủy lão sư tua ta lơ giáo viên dạy tiếng Hán của bạn bao nhiêu tuổi rồi? Tán sư A tha ơ sứ triểu xuây ông ấy 29 tuổi rồi. A sứ tươi, A sứ y, minh thiên nỉ chua sấn mơ. Ngày mai thì bạn làm gì? Tá sư si, ủa truy thúng xuế, cha khan su. Tôi đến nhà bạn cùng lớp để đọc sách. A sứ a nỉ khuây xua khan ủy ma, bạn có biết nói tiếng Hán không? Tá sư đi ủa bú khuây ủa papa khuây, tôi không biết nói, bố của tôi thì biết nói. À, sứ san, chủ thiên sư sinh chi san, tá an sư y, hôm qua là thứ tư, a sứ sư, 明天星期几,
Tan sư A. À, ngày mai là thứ mấy? A sư U. Chin thiên sư chiều yê. San sư y khao. Sinh chi liều. Hôm nay là thứ bảy, ngày 31 tháng 9. A sư liều. Lý sư yê. Chỉ khao. Truy Trung Quốc. Bạn đi Trung Quốc vào ngày nào? Tháng 10. A sư chi. Mình thiên của truy. Ý cơ Trung Quốc phấn yếu. Cha chi phạn. Chư phạn. Tán sư gì? À, ngày mai tôi đến nhà một người bạn Trung Quốc ăn tối. A sư ba. Mình thiên sinh chi liệu. Nghỉ chua sớm mơ. Ngày mai là thứ bảy. Bạn làm gì? A sư chiếu. Wǒ huì shuō hàn yǔ. Bú huì xiǎ hàn shì. Tôi biết nói tiếng Hán, không biết viết chữ Hán. San sư. Chỉ ngôn chưa cưa hàn shì. Chả mơ tú. Tán sư. F. À, xin hỏi chữ Hán này đọc thế nào ạ? Đi yi bù phần. Từ này ta nhớ tập viết một chữ một dòng nhá. Hai chữ thì hai dòng. Đi yi đào ba. Từ tháng hai chữ viết hai dòng. Thính lũ yin. Xuyển zớ thính đào đề xuông yin chế cử yu. Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the disyllabic words you hear. 一, 食堂 二, 常常 三, 年轻 四, 明年 五, 合适 六, 门口 七, 而且 八, 全面. Anh Khoa đọc dịch lại phần đầu nào. Y, sứ tháng, tức là nhà ăn. Đường, thực đường, chữ thực đường không? Thực, thực đường, nhà ăn. Rồi. Đọc ở bản Việt tiếp. À, anh nhìn luôn vào cái đại. À, vâng. Vâng, vâng. A là tráng tráng, là thường thường, có nghĩa là thường. À, san là nén trinh, là liên khinh, là trẻ. Sư là minh niên, là minh niên, là năm tới. Ủ khứa sư là hợp thích, là thích hợp. Niêu là mấn khẩu, là môn khẩu, là cửa. Chi chi là ớ trẻ, là nhi thả, mà còn. Pa là choán miền, toàn miền, toàn diện, toàn diện. Đó, thế là Việt Anh đọc phần sau nhé. Thứ hai bộ phận. Part 2. Mỗi từ này viết hai dòng nhé, vì có hai chữ mà. Để ta lưu ý nhé, ghi vào mỗi từ viết hai dòng. Question 1 to 8.
Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to the following words. 九 房门房间十皮鞋啤酒十一时候时间十二回家回国十三结婚结束十四离开一次十五情绪成功十六决定浏览九房门房间房门房门cửa phòng房间 là phòng gian căn phòng chứ phí xé bi hài giày da phí chẻo đi tiểu bia chứ y chứ khẩu thời hậu lúc khi chứ chén chứ chén chứ chén là thời gian khuấy cha là hồi ra về nhà khuấy cúa là hồi quốc về nước chia khun chia khun chia khun chia khun là kết hôn chia sư là kết thúc sư 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 lý khai là ly khai rời bỏ ý sư là nhất thử một lần sư ủ chính sư chính suy chính suy chính suy là tình tự tâm tư chứng cung là thành công chúng cung ấy chứng cung ạ chứng cung chứng cung chứng cung là thành công sứ liệu chế tình sứ liệu liệu sứ liệu sứ liệu chế tình là quyết định liếu lãm liếu là lưu lãm liếu lãm là lưu lãm xem lướt xem lướt học rồi ta có tip ba khở của xưởng khơ trà tôi muốn uống trà ngã tưởng ngát trà sinh tử sinh từ là phần từ mới rồi tiếp theo ta có từ xưởng âm mà viết là tưởng là muốn đây là một động từ năng nguyện nó có mấy nghĩa này muốn lý chẳng chua sầm mơ bạn muốn làm gì lý chẳng chư sầm mơ bạn muốn ăn gì nhớ là uo chẳng uo sáng nỉ chẳng hạn nỉ thanh ba nên chẳng nó đọc thành sáng uo sáng nỉ nghĩ chẳng hạn là nỉ sáng chẳng nỉ sáng chẳng thì chữ chẳng là trước là có bộ mộc nói về gỗ là sau là có từ mủ là mục nó về mắt dưới là bộ tâm đã học rồi đọc là xin chẳng ví dụ như là uo sáng mãi kha nhủy su tôi muốn mua sách tiếng Hán ngã tưởng mãi Hán ngữ thư. Đấy, thì ta lưu ý từ su với giản thể phồn thể với khác từ khan cũng như vậy nhĩ chẳng chư sở mơ bạn muốn ăn gì vậy nhĩ tưởng ngật thập ma từ mơ trong từ sấn mơ cũng biết thành phồn thể nó khác uống chẳng chư nhớ rổ tôi muốn ăn thịt bò ngã tưởng ngật ngưu nhục uống chẳng chư nhớ rổ do nó nhiều khơ mình viết là hát uống nhĩ chẳng khơ sấn mơ đâu bạn muốn uống gì vậy nhĩ tưởng hát thập ma ni của chẳng khơ khoảng sợi tôi muốn uống nước khoáng thì khoảng là khoáng ngã tưởng hát khoáng thủy từ khoảng là trước chúng ta có chữ sứ là thạch nói về hòn đá là sau có chữ quảng nói về rộng lớn
Nhưng từ quảng khi chuyển sang phồn thể thì phải thêm một chữ khoáng ở bên trong chữ quảng nữa. Thì chữ phồn thể và chữ khoáng này có hướng dẫn viết ở đây. Từ trà là trà. Tôi có lùi trà, chính nghỉ khưa. Tôi có trà xanh, mời bạn uống. Lùi là lục, màu xanh. Ngại hữu lục trà, thỉnh nhĩ hát. Từ lùi với phồn thể nó hơi khác một tí. Người ta lùi thêm được từ lùi. Ping là băng, ping trà, băng trà, hay là trà đá. Pin trà. Từ lùi thì cái bộ mịch nó về tơ sợi, đằng trước có bộ mịch nó về tơ sợi thì khi chuyển ra phồn thể nó viết bộ mịch như thế này. Cái nét hất thì chuyển thành ba nét chấm thôi, không có gì cả. Lùi. Và đằng sau nó hơi khác một tí. Chữ lù là lục nó hơi khác. Đó có từ trư, âm nó viết là ngật là ăn. Ở mấn truy trư hoàn phản và hoàn là vãn là muộn thì buổi tối gọi là hoàn sạc. Hoàn sạc. Và bữa cơm tối thì gọi là hoàn phản. Thì cơm sáng sẽ là chảo phản. Cơm trưa là ủ phản. Cơm tối là hoàn phản. Ở mấn truy trư hoàn phản và chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối nhé. Ngã môn khứ ngật phản ba. Ngã khứ ngật vãn phản ba. Từ hoàn ấy là trước ta có bộ nhật nó về mặt trời. Sau ta có từ miễn là miễn nó về bỏ qua. Còn từ chư trên trước bộ khẩu sau phẩy ngang, dưới là có từ ỉ là ất là thứ hai trong can chi. Chữ phản là trước có bộ thực, chữ phản phồn thể với dạng thể viết khác nhé. Thì tất cả những bộ thực đọc là sứ ấy, bộ thực khi chuyển sang phồn thể thì thầy viết chữ sứ này, bộ thực này. Đây là bộ thực viết phồn thể, đây là bộ thực viết dạng thể. Thì đằng sau là chữ phản là phản, nó về chống lại. Theo tôi có từ mỉ phạn, âm văn Việt là mễ phạn, là cơm. Thì gạo ấy, ta gọi là tạ mỉ, đại mễ là gạo. Thì y quán mỉ phạn là một bát cơm, nhất uyển mễ phạn, một bát cơm, y quán mỉ phạn. Thì quán ấy là cái bát, nó vừa là danh từ và là lượng từ. Thì y quán mỉ phạn trong trường hợp này quán là lượng từ cho từ mỉ phạn. Nủa là nọa, âm văn Việt là nọa, là nếp. Nùa mì nghĩa là gạo nếp. Từ trước là bộ mễ, trên là bộ vũ là ủy, dưới là chữ r là nhi là mà. Tiếp theo ta có xia ủ, âm tiếng Việt là hạ ngọ là buổi chiều. Thì xa ngủ thượng ngọ là buổi sáng. Xia ủ, xia ủ. Quảng xa vãn thượng là buổi tối, còn trung ủ trung ngọ là buổi trưa. Thì ta lấy ủ là ngọ, ngọ là giờ ngọ tức là 12 giờ. Thì xa ngủ thượng ngọ tức là trên cái giờ ngọ đó. Thì là buổi sáng. Còn dưới cái giờ ngọ đấy là xiao ủ, là hạ ngọ là buổi chiều. Còn buổi tối thì hoàn sảng, hoàn là vãn là muộn, thì hoàn sảng là buổi tối, hoàn là muộn. Ta có thể lấy ví dụ là rất là muộn rồi chẳng hạn, khấn hoàn là khấn hoàn là ở bên khuấy cha bạn, rất muộn rồi chúng ta về nhà thôi. Tiếp theo tôi có từ sang tiện, âm bằng là thương điếm là cửa hàng. Thì cha là lượng từ như từ sang tiện, cha hỏi là nhà, cha là lượng từ sang tiện một cửa hàng, nó gọi là y cha. Sang tiện, âm văn Việt là nhất gia thương điếm. Hiện tại, chúng ta đi sang tiện mua đồ nhé. Bây giờ chúng ta đi cửa hàng mua đồ nhé. Âm văn Việt là hiện tại ngã môn khứ thương điếm mãi đông tây bắc. Đi sang tiện mãi tung xì bảo. Tiện không phải. Tiếp theo là có từ mãi, âm văn Việt là mãi là mua. Mãi, âm văn Việt là mãi là bán. Từ mải chữ giản thể ta bỏ lên ngang móc đi, dưới là có từ thấu là đầu, nó về cái đầu đầu tiên là mà thấu. Thì mải ghép với mải ta có mải mải là buôn bán. Ta có câu là phúa lão phúa chua mải mải đó. Lão phúa là lão bà, bây giờ lão bà hay là vợ. Vợ tôi làm nghề buôn bán, phúa mải mải chua lão úa lão phúa chua mải mải đó. Ngã lão bà tố mãi mãi đi. Đó. Cách viết từ mải như thế này. Chữ mải thì bỏ chữ thập bên trên đi, chữ phồn thể thì nó bỏ chữ sĩ bên trên đi. Được. Tứ bối ở bên dưới. Mục bát thành chữ bối. Tiếp theo ta có từ cưa, ở bên là cá, lượng từ để chỉ người. Đầu tiên là để chỉ người đã. Và các danh từ khó xác định lượng từ, ta dùng chữ cưa. Ví dụ một người ta gọi là ý cơ rấn, là nhất cá nhân, một con người. Và một thầy giáo chẳng hạn, ý cơ lão sư. Các danh từ chỉ người khi đi với số từ chỉ số lượng ta phải thêm lượng từ và lượng từ đó chính là từ cưa. Ngoài ra thì có một số danh từ khó xác định lượng từ hoặc ta quên, ta có thể thay một từ cưa này được. Ví dụ như ý cơ phẳng dự chẳng hạn là một căn hộ.
từ pháng thì bên trên bên trong nó có từ phang là phương nó về hình vuông, bên ngoài có từ khủ là hộ nó về căn hộ. Theo đó có từ bảy chữ bối tử, đây là cái cốc của khưa lý bảy trà. Tôi đã uống một cốc trà, ngã hát liễu nhất bối trà. Từ bảy phía trước ta có bộ mộc nói về cây gỗ, sau ta có từ phủ là bất là không. Thế tiếp tôi có từ chữa, nói việc là giá là đây, chữa với phủ thể khác nhé. Đây là vì giản thể thì là chữ uốn, phồn thể thì là chữ yén ở bên trên. Từ chữa và là hai đại từ chỉ thị ở trong tiếng Trung, và khi đi với danh từ thì trước danh từ của ta có một thành phần gọi là lượng từ. Lượng từ trước cơ rấn sư của phóng nhiều, cái người này là bạn của tôi. Giá cá nhân thị ngã bằng hữu trước cơ rấn sư của phóng nhiều. Tiếp theo là có từ tua sảo, mình biết là đa thiểu là bao nhiêu. Thì mình ban nhiều tua sảo rấn nợ lớp các bạn thì có bao nhiêu học sinh vậy? Của mình ban nhiều 15 cơ rấn nợ lớp chúng tôi thì có 15 học sinh. Ngã môn ban hữu thập ngũ cá nhân ni thì mình ban nhiều tua sảo rấn nợ nhĩ môn ban hữu đa điểm hữu đa thiểu nhân ni. Của mình ban nhiều 15 cơ rấn nợ lớp tôi có 15 người, ngã môn ban hữu thập ngũ cá nhân ni. Thế là ta có từ chén là tiền, nói về tiền thì chín chén kim tiền nghĩa là cũng là tiền. Thì kim nói về kim loại, tiền cái xưa nó bằng kim loại, gọi là chín chén như vậy. Lý do tôi sảo chén nợ là bạn muốn bao nhiêu tiền, bạn cần bao nhiêu tiền, nhị yếu ta thiểu tiền đi. Cố dạo ủ chén khoải chén, ta có từ chén là thiên là nghìn. Cố dạo ủ chén khoải chén tức là tôi cần 5.000 đồng, tôi cần 5.000 đồng ủ chén khoải chén. Thế thì chén thì trong phồn thể tôi lý viết khác, bộ kim trong giản thể thì viết thành bộ kim trong phồn thể. Và cái phần là sau này là bộ qua nó về vũ khí cổ này, thì nó ghép với bộ hai bộ qua nó về vũ khí cổ. Đây là chữ chén giản thể và chữ chén phồn thể. Thứ khoải là khối là đồng cũng như vậy. Đằng sau là chữ quẩy là quỷ, trước là bộ thổ, sau là chữ quẩy là quỷ. Nên nó có từ khoải nó mới là khối là đồng. Thì các đơn vị chỉ tiền trong tiếng Trung đấy là trong văn viết là yuan là nguyên là đồng, chảo là giác là hào, còn phân là xu. Thế còn trong văn nói họ sẽ dùng là khoải là khối là đồng, máo là mao là hào, còn chung văn nói văn viết thì gọi là phân, là phân là xu. Đây là lý điều này. Rồi chúng ta có từ nà, văn viết là ná là kia. Na cơ rấn sư của mân tờ khăn vĩ lão sư, cái người kia là giáo viên tiếng Hán của chúng tôi. Cái câu này đã nói suốt rồi đúng không? Từ khản này thầy nói lại, từ phồn thể viết khác, lão sư của sư viết cũng khác. Đây là lưu ý các từ này. Sư của mình đã khẳng ý lão sư. Từ khản người ta viết lại một chút, từ khản phồn thể viết rất là khác.